Bốn thứ đáng giá nhất đời phụ nữ, đừng để mất. Phụ nữ 30 tuổi có gương mặt của một phụ nữ 20 tuổi, lại có trí tuệ của một phụ nữ 40 tuổi là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Và ở thời khắc quan trọng nhất này có bốn đạo lý mà phụ nữ cần phải hiểu. Thứ nhất, phụ nữ dù thế nào cũng phải cho mình một công việc. Trên đời này, không có ai mãi mãi là nơi trú ẩn an toàn nhất của bạn, chỉ có chính bạn mới là nơi nương tựa cuối cùng. Một khi đã ngửa tay xin tiền là khi ấy bạn mất đi quyền lựa chọn, phụ nữ dù có vất vả đến đâu cũng phải cố gắng cho mình một công việc. Dẫu sao thì tiêu tiền do chính mình làm ra, mình mới có quyền chủ động. Thứ hai, về cha mẹ, dù có bận rộn đến đâu cũng hãy đáp lại sự quan tâm của họ. Có người nói cuộc đời giống như một mũi tên hai chiều, con cái nỗ lực chạy về đích thì ba mẹ cũng từ từ quay về vạch ban đầu. Họ bắt đầu trở nên nói nhiều và dựa dẫm chúng ta nhiều hơn. Hãy gọi nhiều hơn một cuộc điện thoại, thêm những lần video call, hãy cười nhiều hơn với ba mẹ, thứ họ cần chỉ có nhiêu đó. Thứ ba, tâm thái bớt lo lắng lại, ung dung nhiều hơn. Càng lớn tuổi càng phát hiện ra rằng quan trọng hơn nhan sắc đó chính là tâm thái. Ở cùng với một người hay âu lo, suy nghĩ mỗi ngày sẽ trôi qua trong căng thẳng. Ở cùng với một người ung dung sởi lởi, chuyện dù có to tát đến mấy cũng chỉ như con kiến. Thứ tư, tình cảm quan trọng hơn cả độc lập kinh tế. Về mặt tình cảm, độc lập kinh tế rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là sự độc lập về tinh thần. Phụ nữ độc lập về tinh thần hoàn toàn có thể tạo ra cho mình hạnh phúc. Họ sẽ không vì cãi nhau với chồng mà suy sụp, cũng không vì chồng bận rộn mà ngồi uổng dột buồn chán. Họ vừa có thể dựa vào bạn đời, vừa có thể tự tạo ra một khoảng trời cho mình. Một người phụ nữ như vậy vừa nắm trong tay cuộc sống và vận mệnh của chính mình.